Hello cả nhà, lại là Mr. Phạm Thường đây cả nhà. Hôm nay Thường với mọi người cùng tham quan tiến độ thực tế của một dự án tại thành phố Thủ Đức cả nhà. Dự án tên dự án là The Galaxia Khang Điền. Thì The Galaxia Khang Điền thì nó nằm ở ngay đường Võ Chí Công, phường Phú Hiệu, thành phố Thủ Đức. Và chủ đầu tư của dự án này là Khang Điền. Nhà thầu xây dựng dự án này là An Phong ở nhà, và đơn vị quản lý dự kiến là CBRE. Thì quy mô dự án thì là 4,3 hectare, thì gồm có 7 cụm A, B, C, D, F, G. Và sản phẩm của đây là khoảng 180 căn nhà phố liền kề, biệt thự, đơn lập và song lập. Diện tích chủ yếu của nó là 5x18, 5x19, 5x20 và 5x22, và có căn 10x20. Thì bên này là xây dựng là một trệt ba lầu và hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao thô bên trong cả nhà. Dự án thì khởi công năm 2021 và dự kiến sẽ bàn giao vào cuối năm 2022 này. Pháp lý dự án này là sổ hồng, sở hữu lâu dài. Và mọi người quan tâm về dự án này có thể liên hệ với Mr. Phạm Thường theo số điện thoại là 0868 545455 cả nhà, để Thường có thể hỗ trợ quý anh chị tham quan thực tế. Vì hiện tại nhà màu của cái dự án này đã được hoàn thiện và sắp cho khách hàng vào tham quan. Như mọi người nhìn thấy trên hình á, thì dự án đã hoàn thiện hầu như là xong rồi, có những dãy đã xong hoàn thiện hết rồi. Và ở đây có một cái sân tennis ở trên tầng và trên phía dưới là hồ bơi. Thì dự án là có đầy đủ các tiện ích tối thiểu để phục vụ quý cư dân tại dự án The Galaxia. Đó, quý anh chị xem tiến độ mới nhất vào tháng 7. Đơn vị phân phối hiện. Rồi quý anh chị quan tâm dự án có thể kết nối với Zalo Thường theo số điện thoại là 0868 545455 cả nhà. Rồi cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng với Mr. Phạm Thường. Rồi chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe. Và các anh chị quan tâm về bất động sản thành phố Thủ Đức có thể liên hệ với Thường theo số điện thoại như trên. Và quý anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube để đồng hành cùng Mr. Phạm Thường nhé quý anh chị. Rồi cảm ơn và xin chào.